Thưa quý vị, theo các chuyên gia, khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn khó khăn, khẩu vị của các nhà đầu tư cũng trở nên khắt khe hơn. Dòng tiền sẽ chỉ lưu thông tới các dự án hội đủ các yếu tố, vị trí, tiện ích, chất lượng, tiến độ và thương hiệu. Thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung ngày càng gắn chặt với sự biến động của kinh tế thế giới, tình hình kinh tế suy thoái, căng thẳng địa chính trị, lạm phát, đặc biệt ở các nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Mỹ, EU và Trung Quốc đang ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại trong nước. Động thái thắt chặt cho vay đối với bất động sản của các ngân hàng đã ảnh hưởng rõ rệt đến thị trường bất động sản bắt đầu từ tháng 9 năm 2022. Theo các chuyên gia, các yếu tố như tốc độ tăng trưởng GDP tốt, tăng 8,83%, cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2011-2022. Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghiệp thay thế, sự phục hồi mạnh, mở cửa các hoạt động du lịch quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu từ khu vực FDI sẽ là những điểm sáng về mặt kinh tế, góp phần tạo nên sự ổn định của thị trường bất động sản tại một số địa phương có sự phát triển tốt về kinh tế, du lịch, hạ tầng. Tại Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2021, tỉnh này đã dành hơn 125.000 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng, tạo sự bứt phá về giao thông và phát triển đô thị. Các dự án lớn như cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long Vân Đồn đi vào hoạt động đang tạo ra những xu lực mạnh mẽ cho địa phương, đặc biệt là về lĩnh vực bất động sản và du lịch. Bên cạnh đó, sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, 8 tháng đầu năm 2022, du lịch Quảng Ninh ghi nhận 8,2 triệu lượt khách, tăng 249% so với cùng kỳ. Trong đó, Hạ Long hút một lượng lớn khách du lịch. Ông Lưu Quang Tiến, đại diện Greenland cho biết, tại Quảng Ninh, ngược với tình hình lạnh chung của toàn thị trường, giá bất động sản Quảng Ninh vẫn còn mềm, ở quanh mức 35 triệu một mét vuông, trong khi các yếu tố như hạ tầng, du lịch và kinh tế khá phát triển. Dù lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến của dòng tiền, song khẩu vị của các nhà đầu tư đang trở nên khắt khe và đánh giá sản phẩm dựa trên các yếu tố như vị trí, tiện ích, chất lượng, tiến độ và thương hiệu của chủ đầu tư. Tại Hạ Long, có một vài dự án căn hộ đang mở bán thu hút được quan tâm, điển hình như dự án The Dragon Castle Hạ Long. Dự án The Dragon Castle Hạ Long được đầu tư và phát triển bởi NSO, đơn vị đã phát triển thành công hơn 30.000 sản phẩm trải dài Việt Nam. Trong bối cảnh giá bất động sản đang tăng phi mã và sự phát triển nhanh chóng của thành phố Hạ Long với mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng một căn và chính sách thanh toán nhiều ưu đãi giúp người mua dễ dàng thu xếp tài chính, dự án The Dragon Castle Hạ Long đang ngày càng chinh phục khách hàng. Một siêu phẩm ngay tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Một đại lộ thương mại trung tâm đầu tiên tại Íp Hòa Long An, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km và được quy hoạch với tỷ lệ vàng đầu tư là 100% shop house thương mại trên diện tích 11,3 ha. Dự án nằm trên giao lộ bề thế và nông nghiệp bậc nhất khu vực, tiên phong khai mở thịnh vượng với 3 phân khu mua sắm đầy sôi động, hình thành giao lộ ẩm thực, mua sắm và giải trí sầm uất chuẩn mực tại trung tâm thành phố Đức Hòa Tương Lai, kiến tạo một tâm điểm kết nối đa chiều cho cộng đồng ngay tại giao lộ phố Đắc Địa, nơi người trẻ kết nối đam mê, gia đình kết nối tình thân, người già kết nối tâm giao. Imperia Grand Plaza Định Hòa, một sản phẩm của tập đoàn Big Group.